sự thật về nghiệp tham sân si bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta khó buông bỏ tham sân si những cảm xúc này dường như luôn đeo bám dù chúng ta cố gắng đến đâu chúng ta sẽ cùng khám phá lý do tại sao việc buông bỏ tham sân si lại khó khăn đến vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá lý do tại sao việc buông bỏ tham sân si lại khó khăn đến vậy những cảm xúc này không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh hãy cùng tìm hiểu và tìm cách vượt qua chúng trước hết chúng ta cần hiểu rõ tham sân si là gì tham sân si là ba loại cảm xúc tiêu cực mà con người thường gặp phải trong cuộc sống chúng không chỉ tạo ra sự bất an mà còn gây ra nhiều mâu thuẫn và đau khổ tham là lòng tham lam mong muốn sở hữu nhiều hơn điều này không chỉ giới hạn ở tiền bạc hay vật chất mà còn bao gồm quyền lực danh vọng và nhiều thứ khác tham làm chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ, luôn muốn nhiều hơn. Sân là sự giận dữ, tức tối khi gặp phải điều không như ý, sân có thể bùng phát khi chúng ta không đạt được điều mình muốn, hoặc khi cảm thấy bị tổn thương. Giận dữ không chỉ làm hại bản thân mà còn ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với người khác. Si là sự mê muội, không nhận thức đúng đắn về thực tại. Khi bị si lôi kéo, chúng ta dễ dàng bị che mờ bởi ảo tưởng, không thấy rõ bản chất của sự việc điều này khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm và lạc lối trong cuộc sống. Thói quen lâu dài là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta khó buông bỏ tham sân si. khi lặp đi lặp lại một hành vi, não bộ của chúng ta dần hình thành những kết nối mạnh mẽ khiến việc thay đổi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. môi trường sống và làm việc có thể khiến chúng ta tiếp xúc với những giá trị và hành vi tiêu cực. nếu không cảnh giác chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn theo và trở nên khó buông bỏ tham sân si tâm lý tự nhiên của con người thường có xu hướng tự bảo vệ và giữ lấy những gì mình có điều này khiến chúng ta không muốn thay đổi sợ mất đi những gì đang sở hữu từ đó chúng ta dễ dàng rơi vào vòng xoáy của tham sân si mà không nhận ra nhiều người không nhận ra tham sân si có thể gây hại như thế nào thiếu nhận thức về tác hại khiến chúng ta không thấy được sự cần thiết của việc buông bỏ chỉ khi hiểu rõ những hệ lụy mà tham sân si mang lại, chúng ta mới có động lực để thay đổi. Con người thường có xu hướng tự bảo vệ và giữ lấy những gì mình có. Điều này xuất phát từ bản năng sinh tồn và khát khao duy trì sự ổn định. Việc buông bỏ tham sân si có thể khiến chúng ta cảm thấy mất mát và bất an, do đó, chúng ta thường chọn cách giữ lại mọi thứ. Nhiều người không nhận ra tham sân si có thể gây hại như thế nào những cảm xúc tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn khiến cuộc sống trở nên căng thẳng và mệt mỏi thiếu nhận thức về tác hại của tham sân si khiến việc buông bỏ trở nên khó khăn hơn không phải ai cũng có người hướng dẫn để buông bỏ tham sân si sự thiếu hụt này khiến nhiều người cảm thấy lạc lõng và không biết bắt đầu từ đâu sự hỗ trợ từ gia đình bạn bè hoặc chuyên gia có thể giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thay đổi này vật chất và danh vọng luôn là điều thu hút con người Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng và tạm thời. Việc buông bỏ tham sân si đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc và quyết tâm vượt qua những cám dỗ này để tìm kiếm sự bình yên thật sự. Chúng ta thường sợ mất đi những gì mình đang có. Sự hoài nghi và lo sợ khiến chúng ta do dự trước những thay đổi. Để buông bỏ tham sân si, chúng ta cần dũng cảm đối mặt với những nỗi sợ hãi và tin tưởng vào khả năng của mình để vượt qua chúng không phải ai cũng có người hướng dẫn để buông bỏ tham sân si. Sự thiếu hụt này khiến nhiều người cảm thấy lạc lối và không biết bắt đầu từ đâu. Có người cần một người thầy, một người bạn hoặc một nhóm hỗ trợ để giúp họ đi đúng con đường. Vật chất và danh vọng luôn là điều thu hút con người. Chúng tạo ra sự cám dỗ mạnh mẽ, khiến chúng ta dễ dàng xa vào lưới tham lam. Những thứ này có thể mang lại cảm giác hạnh phúc tạm thời, nhưng chúng cũng khiến tâm hồn trở nên nặng nề và khó buông bỏ chúng ta thường sợ mất đi những gì mình đang có sự hoài nghi và lo sợ này khiến chúng ta khó lòng buông bỏ tham sân si chúng ta lo lắng rằng nếu không giữ chặt cuộc sống sẽ trở nên thiếu thốn và không an toàn dù biết rằng điều này không đúng buông bỏ tham sân si cần thời gian và sự kiên nhẫn nhiều người thiếu kiên nhẫn và dễ nản lòng khi không thấy ngay kết quả họ có thể từ bỏ nỗ lực giữa chừng bỏ lỡ cơ hội để thực sự giải thoát tâm hồn khỏi những cảm xúc tiêu cực này nhiều người không tin rằng họ có thể thay đổi sự thiếu tự tin này khiến họ dần chấp nhận tình trạng hiện tại và không cố gắng nữa họ nghĩ rằng tham sân si là bản chất không thể thay đổi dù thực tế rằng mọi người đều có khả năng cải thiện bản thân buông bỏ tham sân si cần thời gian và sự kiên nhẫn thường thì chúng ta mong muốn thấy kết quả ngay lập tức nhưng quá trình này đòi hỏi sự bền bỉ không nên nản lòng khi gặp khó khăn vì mỗi bước nhỏ đều góp phần vào sự thay đổi lớn nhiều người không tin rằng họ có thể thay đổi dẫn đến việc từ bỏ nỗ lực ngay từ đầu sự thiếu tự tin này là một trào cản lớn việc tin tưởng vào khả năng của bản thân sẽ giúp bạn kiên trì vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu chúng ta thường bị ràng buộc bởi những kỷ niệm và quá khứ khiến việc buông bỏ trở nên khó khăn hơn những trải nghiệm cũ có thể tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo làm cho chúng ta ngần ngại thay đổi và bước ra khỏi vùng thoải mái hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ tham sân si là gì và tác hại của nó nhận thức được vấn đề là bước đầu tiên trong việc giải quyết nó khi hiểu rõ bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra phương pháp để kiểm soát và buông bỏ hãy nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình bạn bè hoặc chuyên gia sự hỗ trợ từ người xung quanh có thể là nguồn động lực mạnh mẽ đừng ngần ngại chia sẻ khó khăn và nhờ sự hỗ trợ khi cần thiết vì điều này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong hành trình buông bỏ tham sân si chúng ta thường bị ràng buộc bởi những kỷ niệm và quá khứ khiến việc buông bỏ tham sân si trở nên khó khăn những trải nghiệm trong cuộc sống hình thành thói quen và cảm xúc khó thay đổi khi quá khứ giữ chặt ta thiếu dũng khí để tiến bước và thay đổi Xây dựng nhận thức về tham sân si là bước đầu tiên quan trọng. Hãy dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về những khái niệm này và nhận ra tác hại của chúng. Nhận thức rõ ràng sẽ giúp bạn có động lực mạnh mẽ hơn trong việc buông bỏ và thay đổi. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người xung quanh có thể giúp bạn vượt qua khó khăn. Sự động viên từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia sẽ tạo động lực và niềm tin. Hãy chia sẻ cảm xúc và nhận lấy sự khích lệ để không cảm thấy cô đơn trên hành trình này. Thiền và yoga là những công cụ hữu ích giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tâm lý. Thực hành đều đặn sẽ giúp tinh thần thanh tịnh và giảm bớt căng thẳng. Những phút giây tĩnh lặng sẽ giúp bạn dễ dàng buông bỏ những cảm xúc tiêu cực hơn. Đặt mục tiêu và kế hoạch rõ ràng để buông bỏ tham sân si là điều cần thiết. Việc xác định rõ ràng những gì bạn muốn đạt được và lập kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình và không bị lạc lối. Hãy viết ra và cam kết thực hiện thiền và yoga có thể giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tâm lý. Khi thực hành thiền, bạn học cách quan sát mọi suy nghĩ và cảm xúc mà không phán xét. Yoga giúp cơ thể linh hoạt và tâm trí bình an hơn, từ đó giảm bớt căng thẳng và lo âu. Hãy xác định mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể để buông bỏ tham sân si. Mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn có định hướng và động lực. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước nhỏ và dễ thực hiện, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần hãy nhớ rằng sự thay đổi cần thời gian và sự kiên nhẫn đừng nản lòng khi gặp khó khăn vì đó là một phần của quá trình mỗi bước tiến nhỏ đều đáng giá và đóng góp vào thành công cuối cùng hãy luôn giữ vững niềm tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu hãy tự thưởng cho mình khi bạn có những tiến bộ nhỏ điều này sẽ giúp bạn duy trì động lực và cảm thấy hài lòng với bản thân những phần thưởng nhỏ như một buổi đi chơi, một món quà nhỏ hay đơn giản là một buổi tối thư giãn đều rất quan trọng. Buông bỏ tham sân si không phải là điều dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Bằng cách áp dụng các phương pháp đúng đắn và kiên trì, bạn sẽ dần dần thấy sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực. Hãy nhớ rằng sự thay đổi cần thời gian và sự kiên nhẫn. Không có gì đáng giá mà dễ dàng đạt được. Hãy duy trì quyết tâm và đừng bỏ cuộc dù gặp khó khăn. Mỗi bước tiến nhỏ đều đáng trân trọng và sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu. Hãy tự thưởng cho mình khi bạn có những tiến bộ nhỏ. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy động viên mà còn tạo động lực để tiếp tục. Một phần thưởng nhỏ như một bữa ăn ngon hoặc một cuốn sách mới có thể làm cho hành trình trở nên dễ chịu hơn. Buông bỏ tham sân si không phải là điều dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Bằng cách tập trung vào những phương pháp đã đề xuất và duy trì quyết tâm, bạn sẽ từng bước đạt được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe để nhận thêm nhiều video bổ ích khác nhé. Sự hỗ trợ của bạn không chỉ giúp kênh phát triển mà còn là niềm động viên lớn lao đối với chúng tôi trong việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Hãy bắt đầu hành trình buông bỏ tham sân si ngay hôm nay mỗi ngày là một cơ hội để bạn thay đổi và hoàn thiện bản thân chúng tôi luôn ở đây để đồng hành và hỗ trợ bạn trên con đường tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc